Hello, mình xin chào các cô, chú, bác, các anh chị, các bạn và các em nha. Hôm nay mình lại chia sẻ đến cùng các bạn món tôm chiên giòn rất là đơn giản với những nguyên liệu rất là dễ tìm. Món này dùng để ăn vặt nè, ăn chơi, và món này dành cho những trẻ con, trẻ thơ rất là thích luôn á các bạn. Và các bạn thấy thích thì cùng vào bếp làm với mình nha. Và đây mình chuẩn bị 200g tôm lột sẵn và mình chừa lại đuôi nha các bạn. Và lấy cái đường đen ở trên lưng tôm luôn. Và một quả trứng gà, 50g bột mì. Bạn xài loại bột mì nào cũng được. Nửa củ hành tím. Và gia vị gồm có bột nêm và tiêu xay. Mình cho vào trong tôm nửa muỗng cà phê bột nêm, 1/4 muỗng cà phê tiêu, và cho hành tím vào luôn. Và mình trộn đều lên cho các gia vị thấm vào trong tôm và để qua một bên. Còn cái trứng thì mình khuấy lên cho nó tan chồng đỏ và chồng trắng lại với nhau như vậy nha các bạn. Và còn bột mì mình cho vào nửa muỗng cà phê bột nêm vào trong bột mì, để khi mà mình áo cái tôm, cái bột á, nó có gia vị vừa ăn, chứ không thì nó lạc lắm, nó không có ngon đâu các bạn. Và bây giờ đến khâu mình lăn bột cho con tôm để mà mình chiên tôm lên nha các bạn. Mình lấy con tôm rồi mình lăn qua trong nước trứng gà nè các bạn. Rồi xong mình lăn qua trong bột cho đều, xong rồi mình lăn lại trứng và lăn qua bột, như vậy là 2 lần nha các bạn. Thì lúc mà mình chiên thì nó mới có độ giòn nhất định. Và các bạn cứ làm như vậy đến khi hết cái tôm mà mình muốn làm nha các bạn. Các bạn thấy cách làm này có dễ không? Mình nghĩ ai cũng làm được hết. Và mình rất thích làm những món này cho các con mình ăn đó. Bọn chúng thích lắm. Mà làm cũng lẹ nữa. Mình chuẩn bị lòng vòng hồi là chưa đầy 1 tiếng là có cho bọn trẻ ăn rồi đó. Các bạn hãy vào bếp và làm món này cho con và hoặc cháu của các bạn ăn nhé. Và bây giờ mình bắt cái nồi lên và mình bỏ dầu vào. Và khi mà dầu nó sôi á, thì mình thử lấy đôi đũa mình để vào chính giữa nồi á, nó lên tim là nó đã nóng dầu rồi nha các bạn. Và hiện tại mình đang ở số 6, mình bỏ tôm vào và mình xuống số 3. Cái nồi điện của mình từ số 1 tới số 6 nha các bạn. Và mình phải thường đứng ở đây để mà mình trở cho con tôm nó qua lại, để cho nó không có vàng một bên nha các bạn. Mình trở đều như vậy thì nó sẽ vàng đều, cái con tôm nó mới ngon. Khi con tôm nó chiên, nó chín rồi đó, thì nó nổi lên trên mặt dầu là mình có thể vớt ra được rồi đó. Đó, như vậy nha các bạn. Giờ mình đem tôm ra dĩa.
Wow, con tôm rất là ngon luôn á các bạn, rất là giòn luôn á. Và mình phủ hai lớp bột và hai lớp trứng như vậy á, thì cái bột mà nó dính vào trong con tôm nó rất là vừa vặn luôn á các bạn, nó không có nhiều mà cũng không có ít, nó tạo cho cái con tôm á, mình vừa cắn vào trong bột và tới ngay thịt của con tôm rồi, thịt và bột á, nó quyện vào nhau, nó vừa ăn luôn á, nó không có cho mình ngán. Nếu mà mình làm nhiều bột quá nó sẽ ngán lắm. Các bạn nhìn thấy tôm chiên giòn của mình có đẹp không? Có vừa mắt không? Mình mời các bạn cùng ăn nhé. Và các bạn thấy, nếu thấy thích thì làm cho con cháu của các bạn ăn nha. Và thôi, cũng cuối video rồi. Mình chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an. Và nhiều thành công trong cuộc sống nha các bạn. Các bạn thấy thích thì chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Và nhấn nút đăng ký để nhận được những thông báo của video mới nhất của mình nha. Và mình xin nói lời chào tạm biệt cùng mọi người. Chào cô chú bác, chào các anh chị, các bạn và các em. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye!